Robot tự hành Trung Quốc phát hiện kỳ tích trên mặt trăng khiến khoa học dậy sóng Sau gần 4 tháng đổ bộ nửa tối của mặt trăng, robot tự hành U-2 2 đã có phát hiện mà các nhà khoa học khát khao có được trong nhiều thập kỷ qua. Trung Quốc đã làm nên lịch sử trong hành trình khám phá vũ trụ của nhân loại bằng sự kiện lần đầu tiên đưa tàu thăm dò đổ bộ thành công lên nửa tối của mặt trăng vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Tàu thăm dò mang tên là Chang'e 4 hàng nga 4 đã đáp thành công xuống bề mặt của miệng núi lửa Von Karman ở lưu vực Nam Cực Aspen thuộc nửa tối của mặt trăng. Sau gần 4 tháng thì robot thám hiểm tự hành U2 2, Thỏ Ngọc 2 của trang Y4 có được phát hiện khiến giới khoa học dậy sóng, tìm thấy thành phần được cho là của lớp phủ mặt trăng. Cụ thể ra sao? Sở dĩ cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc viết tắt là Xianxa Chọn địa điểm hạ cánh là miệng núi lửa Von Karman được kính 180 km là bởi nó thuộc lưu vực Nam Cực Asken. Đây là một trong những hố núi lửa lớn nhất trong hệ mặt trời. Đường kính là 2.414 km bao phủ 1 phần tư bề mặt của mặt trăng. Những vết tích lưu lại trên lưu vực Nam cực Astiken cho thấy nó từng chịu những tác động địa chất rất lớn. Vì thế, nghiên cứu chi tiết khu vực này sẽ giúp cho các nhà khoa học săn lùng các khoáng chất thuộc về lớp phủ, từ đó hiểu chi tiết về mặt trong của mặt trăng. Chủ đích của Ciencia đã đạt được thành công nhất định khi robot tự hành Yutu 2 của trang i 4 đã sử dụng kỹ thuật phát tia phản xạ để phân tích các khoáng chất sau khi tìm thấy trong khu vực hạ cánh. Kết quả, theo công trình công bố trên tạp chí Nature, các tác giả nghiên cứu cho rằng nó có khả năng Yutu 2 đã phát hiện ra những mảng khoáng chất mang dấu hiệu của vật liệu lớp phủ trên mặt trăng. Theo đó, thì U2 2 đã khám hiểm vòng quanh Von Gartman và đã tìm thấy vật liệu mà theo máy quan phổ của nó có thể chứa ít nhất là hai khoáng chất, Berosini canxi thấp và Olivin, phần trên của lớp phủ quyển Manti của trái đất chủ yếu cấu tạo bởi Olivin và Pyrocene. Nếu mẫu vật mà U2 thu thập được thực sự là vật liệu của lớp phủ thì đây sẽ là một kỳ tích thực sự. Thành phần của nó sẽ không chỉ ghi lại quá trình tiến hóa nhiệt và mắc ma, một số đặc điểm lịch sử ban đầu của trái đất cũng có thể bị nhốt trong thế giới ngầm của mặt trăng. Tác giả nghiên cứu chính Chuyên Lai Li, từ Viện Hàng Lâm Khoa học Trung Quốc cho biết, Daniel Mariesti, một nhà địa chất nghiên cứu mặt trăng tại trung tâm không gian Goddard của NASA, thận trọng cho rằng đối với máy quang phổ, olivin và thủy tinh núi lửa có thể trông khá giống nhau. Điều đó có nghĩa là U2 2 có thể đã tìm thấy thủy tinh núi lửa, chứ không phải là khoáng chất lớp phủ. Lớp phủ mặt trăng, một lớp rắn bên dưới lớp vỏ và từng rất nóng này, vẫn chứa nhiều bí ẩn đối với các nhà khoa học, và họ đã khao khát có được chúng mẫu vật trong nhiều thập kỷ qua. Do đó, nếu được xác nhận thì lớp phủ mặt trăng sẽ mang đến cho các nhà nghiên cứu một cái nhìn thay đổi về quá trình hoạt động địa chất bên trong của vệ tinh lớn nhất của trái đất, mang đến hy vọng giải mã những bí ẩn lâu nay về sự hình thành và tiến hóa của mặt trăng. Câu <laughs> chuyện của hai thế giới, trái đất và vệ tinh tự nhiên của nó. Những gì mà chúng ta biết về mặt trăng từ cách nó xuất hiện đến cách nó hoạt động đến ngày nay đều là từ phân tích của các mẫu vật mà chương trình Apollo của Mỹ mang về trái đất. Những mẫu vật này là vô giá, nhưng chúng chỉ mới kể một phần nhỏ của câu chuyện lịch sử của mặt trăng vì chúng đều là thành phần địa chất rất rất nhỏ của mặt trăng. Các nhà khoa học nghi ngờ rằng mặt trăng được bao phủ bởi một đại dương magma trong những ngày đầu tiên hình thành. Khi lớp magma này nguội đi và đông cứng lại thì các khoáng chất đậm đặc hơn vẫn tồn tại dưới độ sâu của đại dương, trong khi các khoáng chất ít đậm đặc hơn lại nổi lên bề mặt. Điều này có nghĩa là các thành phần địa hóa của lớp phủ và lớp vỏ có thể khác biệt nhau. Giả thuyết được chấp nhận rộng rãi nhất là mặt trăng được sinh ra khi một hành tinh khổng lồ đâm vào trái đất non trẻ hành tinh của chúng ta đã phá hủy phần lớn lịch sử lâu đời của chính nó thông qua quá trình kiến tạo mảng nhưng có nhiều khả năng lịch sử của trái đất lại được lưu dự trên mặt trăng từ ý nghĩ này thì các nhà thiên văn học hy vọng có thể hiểu được những tác động bên ngoài mà trái đất của chúng ta từng phải hứng chịu trong lịch sử thổ sơ khai Trung Quốc không dừng lại ở sứ mệnh trang Y4, -e trang Y5 -e của quốc gia này sẽ thực hiện nhiệm vụ gửi các mẫu vật của mặt trăng về trái đất để nghiên cứu. Trang Y6 -e tiếp tục sẽ gửi mẫu vật tại cực nam của mặt trăng về trái đất và cho đến khi trang Y5 -e và 6 hoàn thành sứ mệnh thì giáo khoa học vẫn còn nhiều điểm hoài nghi về việc chưa chưa hai có thực sự tìm thấy vật liệu phủ hay không. Tuy nhiên tất cả đều đồng ý rằng trang Y4 -e của Trung Quốc là một sứ mệnh tiên phong mà đến nay chưa một quốc gia nào thực hiện được. News TV kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.